Câu đố chia bò của bác nông dân Một bác nông dân có 17 con bò và ba người con trai. Sau khi qua đời bác để lại bản di chúc, trong di chúc viết, Cha để lại 17 con, con bò cho các con. Con, con. con, mong các con, con đoàn kết và bàn tiếp bàn tục chăn nuôi cho tốt. Cho tốt, tốt, con, con, tốt con, con cả, cha, cha để lại cho một phần chín số, số bò, con thứ, một phần ba số bò, con út, một phần hai số bò. Các con không được giết thịt hoặc bán đi lấy tiền chia nhau, vĩnh biệt các con, ta chết đây. Ba người con của bác nông dân thật sự bối rối. Không biết phải phân chia làm sao cho đúng một nhà thông thái dẫn theo một con bò điên gan. Sau khi hiểu rõ sự tình liền bảo với người anh cả, ta cho cháu con bò của ta gợp vào 17 con bò để chia cho các em. Người anh cả từ chối vì như thế không được. Không đúng di chút của cha và không muốn lấy bò của nhà thông thái. Thấy vậy nhà thông thái nói, ta chỉ cho các cháu mượn thôi, nói rồi, nhà thông thái chia cho các anh em. Cậu cả được một phần chín số bò, tức là cậu được hai con. Cậu Thứ được 1 phần 3 số bò, tức là được 6 con. Còn cậu Út được 1 phần 2 số bò, tức là được 9 con. Vậy là ba anh em cộng lại có tổng là 17 con bò. Xong xuôi, nhà thông thái dắt con bò của mình đi. Cả ba anh em đều hài lòng với cách gì đó, vì đúng với tỷ lệ của Di chúc, nhưng vẫn còn hồ nghi. Tại sao lại như vậy, nhà thông thái có đúng không? hãy suy nghĩ và để lại lời bình cho mọi người xem thế nào nhé xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh